Xin chào các bạn, đây là i10 lên chế độ Rebi cầm, chế độ pha cốt. Đá pha cho anh ạ, đá pha. Đấy, đá pha rất sáng luôn ạ. Xe được thực hiện tại Đăng Phương Auto. Đi cầm 2 chế độ pha cốt. Đá pha nào, rất sáng không ạ? Chỉ cần lên bộ bi gầm là cũng đủ để chúng ta đi đường yên tâm hơn, an toàn hơn. Đây là ánh sáng như độ màu 5500.